Dạ. Thân chào chị các bạn đến với lại kênh Jim Travel. Sáng nay một buổi sáng thanh bình như các bạn, mời chị các bạn ta cùng thưởng thức cảnh đẹp của thành phố biển Vũng Tàu, của các bãi sau. Xin mời chị các bạn. Dành chút thời gian để ngắm nhìn những đợt sóng xô bờ như các bạn. Dạ, khung cảnh đại dương, sóng sau xô sóng trước, với tầm nhìn xa về đường chân trời luôn. Chỉ các bạn nào ta có tâm hồn và yêu biển, yêu thiên nhiên, dành chút thời gian để thưởng thức cái không khí biển như các bạn. Có dịp đi các vùng biển, các cảnh đẹp thì em sẽ ghi hình và chia sẻ cho các bạn xem trên kênh Jim Travel này. Nhưng chị các bạn cũng theo dõi thì chị các bạn cũng biết là Jim chỉ quan tâm chủ đề duy nhất đó là cảnh đẹp thiên nhiên Việt Nam. Nếu có thêm thì chỉ là cái nhịp sống các thành phố thôi. Đó là hai chủ đề mà xuyên suốt kênh Jim Travel sẽ theo đuổi trong suốt thời gian mà kênh cập nhật với các bạn. Nên là chị các bạn nào yêu thích thiên nhiên, yêu thích về nhịp sống các thành phố thì có thể theo dõi hành trình của Jim Travel trong những cái clip tiếp theo như các bạn. Dạ, bữa nay buổi sáng trời có nhiều cái như cái màn sương như các bạn, mờ mờ, nó không giống như những ngày tháng 3, tháng 4 thì một năm nó có nhiều tháng khác nhau. Ở miền Nam thì chỉ có hai mùa mưa nắng thôi, không có chu kỳ xuân hạ thu đông một ngày như các cái vùng miền ở ngoài Bắc, ở Việt Nam như các bạn. Nên là cũng có những vùng khí hậu khác nhau. Dạ, bữa nay thì sáng đi dạo biển, tâm sự với các bạn chút xíu là chị các bạn nào ta thích cảnh đẹp, chị các bạn đã theo dõi hành trình của từ vượt cùng Jim qua Jim Travel á, thì chị các bạn cũng biết là chủ đề chính là thiên nhiên và nhịp sống thành phố. Thì kênh Jim chủ yếu là trải nghiệm cá nhân thôi như các bạn, nên là không có đầu tư gì nhiều lắm, chỉ là Jim đầu tư nhiều nhất là cái thời gian thôi, và không sử dụng những kỹ xảo kỹ thuật gì nhiều. Bởi vì khi mà đi các vùng đất như các bạn, cái cảm nhận nó rất là gần gũi với thiên nhiên, và thiên nhiên mình nó đã rất đẹp rồi, còn những hiệu ứng làm thêm coi cho nó vui mắt hay này thì cái đó là Jim không theo đuổi cái cảnh đó như các bạn, không theo đuổi những hiệu ứng đó. Tất nhiên làm thêm thì nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn, nó sẽ thu hút người xem hơn. Có điều là cái đó là mình xem qua màn ảnh nhỏ như các bạn, mình tạo cái hiệu ứng nó vui hơn, nhưng mà nhìn nó mượt hơn, nó vui nhộn hơn, nó cuốn hút hơn. Có điều cái thực tế như các bạn, mà khi mình đi dạo á, đến cảnh tham quan một nơi á, thì cái điều này là Jim muốn chia sẻ để cho các bạn ta có thể từng trải nghiệm, người ta cảm nhận. Khi đó thì nó sẽ không có âm nhạc mà phải mang theo, không phải lúc nào trời nó cũng đẹp, có những lúc trời nó không được đẹp theo ý mình. Thì nói chung là mình phải tận hưởng cả những cái lúc mà nó không được đẹp đó luôn, thì nó mới trọn vẹn nha các bạn.
đây có những ngày sóng nó lao sao thế này, có những ngày biển lặng như tờ luôn nha bạn, lặng phẳng lặng như cái mặt gương luôn. Bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới để ngâm chân trong nước biển chút xíu nha các bạn. Nên cái trải nghiệm chính vẫn là mình xem giải trí xong rồi có thời gian nha các bạn, ta sắp xếp và trải nghiệm thực sự để cảm nhận tất cả những cái giác quan của mình, nó sẽ thực tế hơn rất là nhiều. Còn xem qua màn ảnh thì vẫn là xem qua màn ảnh nha các bạn. Wow, nước biển sáng nay khá là mát nha các bạn. Xong ướt luôn cái quần. Ngày hôm nay là buổi sáng là thủy triều lên như bạn thấy, giờ ông mặt trời ông thức giấc rồi đấy, nghe cái tiếng sóng biển như bạn cứ rì rào suốt cả ngày vậy. Có khi là biển cũng giận hờn vu vơ.
Dạ, cảm ơn cho các bạn rất là nhiều đã dành thời gian ngắm biển Vũng Tàu sáng hôm nay. Như các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.